Dương Hữu xin chào các nhà hảo tâm ngã bảy trong và ngoài nước. Hôm nay từ thiện ngã bảy trao tiền cho nhà hảo tâm Trinh Mai và Diễm Hằng có giúp cho hoàn cảnh một người giá số nghèo Vĩnh Long đến ngã bảy bán. Cho Dương Hậu trao Trinh Mai và Diễm Hằng mỗi em 200 ngàn ha. Tên gì vậy? Dạ con tên Minh. Minh hả? Chúc Minh khỏe ha. Dạ. Rồi. Thay mặt người nghèo. Dạ. Cảm ơn Trinh Mai và Diễm Hằng hỗ trợ chương trình này. Mua củ khoai ngà. Đây là Minh, mấy nhiêu số? Bật. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.